Xin chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập sản phẩm môi cấu cũng như một chuỗi email marketing tự động để thu lead khách hàng, để chúng ta chăm sóc, nuôi dưỡng và bán hàng tự động free traffic, đúng không ạ? Thông thường là chúng ta sẽ thiết kế ra sản phẩm môi cấu, và video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ cách làm landing page và chăm sóc như thế nào và chuỗi email như thế nào cho đến khi chúng ta bán được hàng. Đầu tiên, chúng ta muốn thiết lập một cái landing page, hãy nhớ rằng thiết kế quà tặng thì là một cái landing page rất là đơn giản. Quan trọng là content, là lời hứa của chúng ta. Đầu tiên chúng ta vào đăng nhập vào hệ thống, các bạn có thể thiết lập landing page ở đâu đó. Còn bản thân tôi dùng Funnel CM, một công cụ đơn giản hóa mọi thứ, được chưa? Và tôi đăng nhập vào hệ thống và tôi vào website và tôi tạo kênh ở đây. Sau đó tôi tạo kênh mới ở đây và tôi tìm đến một cái mẫu ở đây là có sẵn ở đây quà tặng, nội dung nào đó tôi sẽ tìm ở đây, và tôi sẽ tìm đến cái mẫu tặng sách nào ở đây có sẵn, lấy một cái mẫu này ở đây tôi đã ứng ý, tôi sẽ vào kiểm tra xem mẫu này đã ứng chưa. Việc của tôi là nếu phù hợp là tôi sẽ chuyển ngay. Được rồi, mẫu này là mẫu tặng e-box, được chưa? Tôi sẽ chọn mẫu này đi thật nhanh. Cách tôi làm rất là đơn giản. Rồi sau đó tôi nhấn tiếp tục. Ok, vậy là tôi sử dụng ngay mẫu này, và việc của tôi bây giờ là tôi bắt đầu vào chỉnh sửa. Thông thường tôi rất làm, kể cả landing page tặng quà và sell page thì tôi cũng làm rất là đơn giản, và bây giờ tôi bắt đầu vào chỉnh sửa. Tôi muốn thay logo thì tôi tải logo của tôi lên, và nếu anh chị em không có thì tải đánh văn bản vào. Tôi lấy logo này xem sao. Rồi ok, Aquademy. Và phía bên này thì tôi cần là kéo một second vào, và tôi cần là lấy social media của tôi vào cho nó đẹp. Nếu các bạn chưa có thì không cần thiết. Và sau đó tôi viết content ở đây. Content của bạn là gì? Thì tôi đã có màu sẵn một chút nữa, tôi sẽ gửi dưới đường link video. Các bạn nhớ tải về và làm theo hướng dẫn mẫu của tôi tặng các bạn. Được chưa? Và đây là mẫu của tôi. Tôi sẽ vào mẫu của tôi. Điều thông thường tôi để driver hoặc là Google tài liệu, bảng đăng tính hoặc trang tin bay bất kỳ, nếu bạn để ở đâu đó thì nhớ là vào ở đó tìm, được chưa? Và tôi thường lưu trữ ở trên này. Thì đầu tiên là mẫu của tôi để gửi thì tôi để trên này và tôi đã có sẵn rồi, và tôi sẽ tặng anh em mẫu này luôn. Thì bây giờ tôi mở nó ra và tôi lấy luôn cái mẫu này tôi làm content. Rồi ok, và đây là cái mẫu tôi sẽ kịch bản sản phẩm môi cấu và chuỗi email marketing, được chưa? Thì tiêu đề thì tôi sẽ gửi các bạn. Làm thế nào để đạt kết quả ngay cả khi cãi nhau đi, đó là điều họ muốn, đúng không ạ? Tạo sự chú ý thì mẫu ở đây tôi đã để đây rồi, và mẫu kịch bản email tôi sẽ để sẵn dưới đây. Thì bây giờ là lúc chúng ta làm một cái landing page thật đơn giản, thì tôi sẽ thay cái mẫu này vào và tôi chỉnh sửa. Đây là một trong những cái mẫu thu hút của tôi, thì tôi sẽ thay nó vào đây. Ok, thì các bạn thấy đây là cái mẫu đó, và tôi sẽ sửa thằng này đi. Thì bây giờ việc của tôi là làm thế nào để đạt được điều họ muốn, thì content này là tôi tặng một cuốn e-box, được chưa? Rồi, như vậy các bạn thấy là kịch bản môi cấu tôi đã để sẵn đấy, là làm thế nào để tạo sản phẩm môi cấu thu hút khách hàng tiềm năng miễn phí ngay cả khi không biết bắt đầu từ đâu. Và lúc này tôi bắt đầu chỉnh sửa văn bản của tôi ở đây, và tôi muốn nó lớn lên hơn, hoặc ở đây thì tôi chỉnh, được chưa? Đấy, thì vậy thì hơi lớn, đúng không ạ? Và tôi cần thu lại một chút nữa. Rồi ok, nó lớn hơn thêm chút nữa đi. Rồi các bạn kéo, đây là một trong những cái elemental rất là đơn giản, đúng không ạ? Và tôi muốn thay đổi màu sắc này đi cho nó đẹp hơn một chút, thì tôi sẽ chọn đến cái màu ở đây, màu đen, tôi muốn nó màu xanh này đi. Thì các bạn thấy nó xanh rồi, được chưa? Chúng ta làm content rồi thì chỉnh content này là chúng ta post lên mạng rồi, và trong tháp like nếu các bạn có thì các bạn copy nó vào, và tôi đã có kịch bản cho các bạn sẵn rồi, thì các bạn sáng copy luôn, được chưa? Trong tháp like, được chưa? Bạn chọn ở đây và tôi chút nữa tôi sẽ gửi, được chưa? Và tôi sẽ lấy cái mẫu kịch bản này đi, và tôi copy lại và tôi quay trở lại, tôi paste vào kịch bản của tôi, và tôi xóa thằng này đi. Văn bản này tôi chỉnh màu đỏ đi cho nó đẹp hơn, được chưa? Và bây giờ tôi chỉnh sửa làm thế nào, nếu bạn mong muốn thì cái mong muốn này tôi đã đánh dấu sẵn cho các bạn đấy rồi, thì các bạn chỉnh sửa vào. Và các bạn thấy đấy chưa? Và tôi tháp like của tôi là gì? Nếu bạn đang mong muốn có thêm khách hàng free hoặc đang tìm giải pháp thu hút
thu hút khách hàng, tìm khách hàng miễn phí. Và bây giờ tôi sẽ cần là thay đổi thì hình ảnh này được chưa? Hình ảnh này là tôi phải tạo qua một cái e-box mà trên Canva làm. Và bây giờ tôi vào tài khoản Canva của tôi và tôi đăng nhập vào e-box. Được chưa? Bạn sẽ có mẫu bìa sách của các bạn. Tôi sẽ tạo một cái mẫu e-box, tìm đến cái cẩm nang này và tôi muốn chọn cái mẫu này xem sao. Vì tôi tặng email marketing như vậy, tôi cần vào đây tôi tìm được chưa? Thì có khả năng tôi tìm được cái này được chưa? Tôi xem thử mẫu nó như thế nào. Ok rồi, tôi chọn mẫu này. Còn anh em thích mẫu nào thì anh em chọn mẫu đấy. Hoặc có thể mẫu này có vẻ đẹp hơn. Rồi ok, tôi chọn mẫu này và bây giờ tôi bắt đầu chỉnh sửa. Ở đây. Ở tiêu đề và inbox của các bạn là tên tiêu đề thật thu hút được chưa? Và tôi đã tạo ở đây. Thì bây giờ là lúc tôi tải nó xuống. Anh em có thời gian thì chọn nhiều mẫu tải và thiết kế nó đẹp hơn rất là nhiều lần nhé. Tùy thuộc, chúng ta nhìn thấy mẫu của ai đó thật đẹp đúng không ạ? Thì chúng ta làm theo và chúng ta mượn tầm nhìn ý tưởng của họ. Tôi có bìa sách rồi thì bây giờ tôi sẽ quay lại là tôi tải nó lên. Tôi sẽ vào đây tôi tải hình ảnh được chưa? Ok, và tôi upload nó lên trên hệ thống. Bạn có thể để ở đó đó. Tôi để trên máy tính và tôi sẽ upload lên đây luôn. Rồi, ok đây rồi. Và đây chính là email marketing của tôi. Anh chị em thấy rất là ok đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã sửa xong được chưa ạ? Văn bản này tôi đã sửa và những thứ này đã xong cơ bản. Và phần này là phần chúng ta diễn giải nó ra nếu các bạn muốn. Giải ra, phần thứ nhất là tạo sản phẩm môi cáo, hai là chuỗi chăm sóc và ba là nuôi dưỡng được chưa ạ? Tôi sẽ chuẩn bị con các bạn, chuẩn bị nội dung của các bạn nếu các bạn muốn. Còn đơn giản bình thường thì tôi sẽ làm một vài bước đơn giản là chỉnh sửa ba nội dung mà lời hứa của tôi. Nếu các bạn không muốn thì thôi được chưa ạ? Và tôi thay hình ảnh này đi bằng cái hình ảnh của tôi e-box đấy cho thật đẹp được chưa? Rồi ok, và tôi sẽ vận tải e-box này lên. Và nội dung này thì cần thiết thì để lại, và tôi sẽ để dòng này còn phía dưới. Tôi sẽ thay đổi nó đi được chưa? Rồi ok, các bạn tùy thuộc content của chỉnh sửa đấy, nội dung là của tôi và tôi chỉnh sửa vào ở giữa này được chưa? Và nếu các bạn muốn chỉnh sửa văn bản này như thế nào thì lớn bé thì các bạn chỉnh nhé, chỉnh kéo ở phía này nhé. Ok chưa? Kéo, đừng nhớ là kéo cho tôi. Và phần này thì cũng như phần này, tôi sẽ xóa cái phần này đi và tôi copy dán lên xuống, tôi xóa luôn. Và bây giờ tôi chỉ cần là ok chưa? Và tôi kéo nó xuống. Ok, tôi kéo xuống thêm một cái second đấy nữa. Và bây giờ là tôi thay ảnh của tôi vào cho thật đẹp đúng không ạ? Thì tôi vào đây tôi tải ảnh thôi. Ok, tôi sẽ tìm đến một cái bức ảnh nào đó của tôi ở đây. Rồi, tôi lấy cái bức ảnh này thay vào đây đi cho nó thật đẹp. Ok chưa? Và phía dưới này vì tôi không muốn nữa, tôi sẽ xóa nó đi. Nếu các bạn muốn có thêm những cái thứ này thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể chỉnh sửa nó nhé. Vì tôi không thích nữa, mà tôi không vì tặng quà cho nên tôi không thích rườm ra mà quá nhiều. Bởi vì nội dung giá trị case study này tôi cũng không cần, và tôi sẽ xóa nó đi. Được chưa? Và tôi sẽ xóa hết những cái thứ này. Hết ok, xóa luôn cái thứ này. Và để logo thương hiệu này thì nếu các bạn muốn thì cũng để lại, và tôi sẽ để nó đi cho nó oách một chút được chưa? Nếu các bạn mong muốn thì điện thoại và email của các bạn thì các bạn nhận vào đây. Chút nữa tôi sẽ đặt lịch tư vấn chiến lược ở đây thôi, ví dụ tôi muốn ở đây thì 2022 tôi ghi 24 cho nó oách vậy. Rồi ok, và chỗ này tôi cần vào một cái lịch boxing. Nếu các bạn muốn kéo bất kỳ cái nào vào ở đây thì các bạn kéo vào tôi, thì tôi sẽ cho người ta đặt lịch tư vấn cùng với tôi thôi. Thì tôi vào đây và tôi tìm đến lịch boxing. Còn các bạn chọn video hay là nội dung nào đó ở đây bất kỳ thì các bạn vào nhé. Thì tôi vào lịch calendar được chưa? Tôi vào đây và để cho mọi người đặt lịch hẹn cùng với tôi. Đó rồi, calendar. Ok. Và tôi tìm đến một cái lịch của tôi là lịch gì? Lịch này các bạn đã tạo sẵn trước nhé. Nếu các bạn chưa có thì không sao, cứ để nguyên đấy. Tư vấn chiến lược hệ thống marketing thì tôi bỏ vào đây. Ok chưa ạ? Và lúc này chắc chắn nó sẽ hiện lên đây, các bạn thấy không ạ? Thì rất là ok. Nếu ai đó vào đây bốc lịch với tôi thì sẽ bốc được ngay. Nếu các bạn chưa có thì không sao, bỏ qua phần này. Ok chưa ạ? Rồi, và sau đó tôi xong xuôi, tôi kiểm tra hết nội dung này. Ok rồi, thì trang landing page của tôi đã hoàn chỉnh được chưa ạ? Thì bây giờ còn một bước nữa là tôi cần, sau khi khách hàng điền vào form thì nó chảy về đâu đúng không ạ? Thì tôi sẽ bấm vào đấy, và các bạn nhớ cho tôi là chúng ta có một cái form.
chúng ta tạo sản trước đó. Nếu chưa có thì hướng dẫn cách tôi thì đây tôi bỏ vào pop up được chưa, để hiện cái pop up đấy thì một lúc nữa tôi sẽ là cho nó lên một cái form để họ đăng ký tải xuống được chưa. Ok, và ở dưới này cũng vậy, tôi cũng cho hiện lên pop up luôn. Ok, tôi cũng cho hiện lên pop up đây rồi. Ok, và bây giờ các bạn xem thử đã ngon chưa, màu sắc ở đấy ok chưa. Thì bây giờ xong rồi tôi sẽ lưu nó lại và tôi xếp nó lại, ok chưa. Và cần chúng ta cần xéo nó đấy là trang gì đúng không ạ, thì trang Elemental này là bất tần gì thì tôi nghĩ là tặng kịch bản em nhau, tặng mẫu ML và cái bọc mình dưới đấy, tùy thuộc các bạn chọn đấy thì là cái tên của cái Elemental của cái tên thằng này nhá. Bây giờ bạn thấy tên sale của nó ở đâu thì chúng ta lấy luôn cái tên này này cho nó dễ đúng không ạ, tên gì để chúng ta xéo từ khóa lên top Google ấy, thì chúng tôi vào đây, tôi nhận vào đây và tên xéo tôi cũng để nó ở đây, để làm sao để Google nó loạt cho chúng ta nha các bạn nhá. Để chúng ta là output này là gì tôi cũng dán vào đây cho nó dễ được chưa. Và sau này hình ảnh thì như thế nào, tôi sẽ tải một cái hình ảnh email nào đó đấy lên đi đấy, thì email này đi ví dụ vậy. Còn tag này thì tôi chưa, ok chưa, tôi sẽ chưa thêm một tag nào và tôi save bằng anh chị em ở quốc gia nào thì chọn quốc gia đấy, ở đây tôi chọn tiếng Việt và sau đó tôi nhấn tôi upload save meta được chưa. Và như vậy trang của tôi đã có. Bây giờ tôi còn một trang cảm ơn và một cái pop up nữa đúng không ạ. Thì bây giờ xong trang này cơ bản ok rồi, thì bây giờ tôi vào đây để tôi chỉnh sửa một cái pop up ở đây được chưa. Và pop up là ở đây rồi anh chị em thấy không ạ, pop up này là trang check out. Mà trang này thì tôi không tôi không lấy trang check out này mà tôi sẽ lấy một cái form đăng ký thôi. Thì tôi xóa thằng này đi, tôi sẽ thay bằng cái form của tôi, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa, các bạn vào setting pop up ở đây được chưa. Đi, và bây giờ đến cái pop up này thì tôi sẽ kéo vào, tôi lấy một cái form ở đây được chưa nào. Thì tôi sẽ tìm đến một cái form tôi tạo ra ở đây. Nếu anh em chưa có thì có video tôi hướng dẫn tạo form nhé. Rồi tôi kéo form vào, ok, và tôi tìm đến cái form nào, thì cái form nào ở đây, form 7 hay là form nào ở đây được chưa. Nếu các bạn chưa có thì tìm lại, tôi thử vào form 7 này thì là form gì, form 7 này chưa. Vì vậy tôi cần hướng dẫn các bạn tạo form luôn nhé. Thì các bạn bây giờ các bạn quay trở lại là phần để lưu lại đấy được chưa, các bạn cứ xếp lại đấy được chưa, và quay lại tạo form, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form luôn. Thì các bạn vào đấy là tạo form ở đấy nhá, nếu các bạn chưa có thì vào đấy tạo form được chưa. Và tôi đã tạo một cái form mới, ví dụ form 7 đây chưa có, tôi xóa nó đi, các bạn thấy đó đã, để khỏi nhầm thì tôi xóa nó đi. Thì tôi sẽ cần tạo một cái form mới để tạo riêng và tôi đặt tên riêng. Thì bây giờ tôi vào tạo mẫu, ok, thêm mẫu mới và tôi bắt đầu cái mẫu từ đâu. Giờ các bạn đặt tên mẫu ở đấy nha, để khỏi nhầm thì mẫu là gì tôi vừa ấy xong thì tôi tặng vào đâu, tặng mẫu email và inbox được chưa. Và đấy là phần họ tên được chưa, thì chúng ta cần sửa được chưa. Tôi không cần, ở nước ngoài thì nó có form sẵn rồi, lắp nêm không cần, tôi chỉ lấy tên và họ thôi. Thì ở đấy tôi đánh là họ và tên, họ và tên, ok. Sau đó tôi copy và tôi dán vào đây để hướng dẫn khán giả được cả. Để anh chị em thấy đây là nó có họ tên rồi, email. Còn chỗ mà phone này thì tôi sẽ thay bằng số điện thoại được chưa. Và tôi cũng tương tự, tôi copy ở đây và tôi dán vào đây. Như vậy anh chị em đã thấy là ở đây nó có số điện thoại rồi. Và bảo mật này thì tôi không cần được chưa, tôi thể xóa nó đi, tôi không cần. Và cái này tôi cũng xóa nó luôn, ok, bảo mật này không cần nữa thì tôi cũng xóa nó luôn, ok, và phần này tôi cũng xóa luôn, tôi không cần. Bất tận này thì tôi cần thay vào là đăng ký tải ngay ví dụ vậy, hoặc là điền thông tin để tải ngay, đăng ký tải ngay vậy, đăng ký tải ngay ví dụ vậy, ok. Và các bạn có thể chọn màu sắc này, màu gì đấy thì các bạn chọn nó, ví dụ màu đỏ thì tôi thích màu xanh này cho nó đẹp đi thì tôi lấy luôn màu này.
Và bây giờ xong cái form này và tên của nó là tên tặng mẫu email. Nếu các bạn làm một cái form nào bất kỳ thì cũng như vậy, các bạn lưu lại đây cho tôi được chưa? Ok, và chúng ta sẽ lưu nó lại ở đây. Ok chưa? Và sau đó tôi sẽ quay trở lại ở đây. Và tôi vào cái kênh mà tôi vừa đang tạo giờ ấy, được chưa? Thì vừa đấy là tôi có cái mẫu gì? Mẫu chiến lược này có phải không? Thì chúng ta sẽ đổi một chút nữa, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa nó đi, được chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta vào chỉnh sửa lại, và tôi tiếp tục vào đây, và tôi sẽ vào pop up này, tôi sẽ hiển vào đấy một cái. Okay, và bây giờ tôi kéo vào đấy và tôi tìm đến pop up, anh em thấy chưa? Và pop up ở đây rồi thì chúng ta là có cái này, chúng ta sửa, đúng không? Tôi xóa nó đi, sẽ chỉnh sửa nó lại. Okay, thì các bạn setting pop up đây, được chưa? Và tôi bắt đầu kéo cái form này vào, anh em thấy không? Cái form ở đấy tôi kéo vào, được chưa? Và sau đó tôi chọn đến cái form ở đây, tôi chọn đến một cái form là gì? Form là qua form inbox 110, form tặng qua email và inbox, được chưa? Anh chị em thấy chưa? Và đây là nó sẽ có một cái form ở đây, anh chị em thấy không ạ? Và sau đó tôi lưu nó lại, thì tôi cũng tương tự, tôi sẽ sale như thế nào? Tôi sẽ là, tôi cũng theo cái trang này như thế này, mô tả đúng như vậy, được chưa? Và cuối cùng là keyword gì thì tôi cũng dán cái từ khóa các bạn muốn vào. Và ở đây thì tên gì thì cũng tương tự. Social media thì các bạn nếu muốn thì các bạn tải nó lên nếu muốn. Rồi tôi vẫn tải nó lên đi để các bạn thấy. Và tên này tôi cũng chọn Việt Nam, ok. Và sau đó tôi up sale ở đây, ok, được chưa? Ok, và tôi đã lưu lại, tôi lưu lại và public nó lên, ok. Và bây giờ domain này là cần domain nào thì các bạn cần đến là tôi đưa vào domain Lữ Đình Luân, tôi save nó lại, được chưa? Bởi vì tên miền này nó sẽ riêng, được chưa? Rồi, ok. Và bây giờ tôi cần quay trở lại trang cảm ơn, đúng không ạ? Trang điền vào form thì lúc điền vào form thì chúng ta cần một cái trang cảm ơn nữa, thì bây giờ tôi vào chỉnh sửa nó đến trang cảm ơn, và chúng ta cần sửa một vài nội dung để hướng dẫn mọi người vào nhận quà. Các bạn thấy đây là một cái trang cảm ơn rất là phức tạp, đúng chưa? Thì tôi cần chỉnh sửa lại logo này, nếu các bạn muốn có, hoặc không thì xóa nó đi không sao, bởi vì trang cảm ơn nó cũng rất là đơn giản, đúng không ạ? Sẵn rồi thì tôi tải lên, nếu các bạn chưa có thì không sao. Thì đây là trang tôi sẽ đánh vào là cảm ơn bạn đã nhận e-box. Tôi xóa cái phần này đi, tiếng Việt này thì không cần, tôi sẽ xóa nó đi, không liên quan gì đến tôi được nhá. Và tôi chỉ cần từng này rồi, tôi cho nó vào giữa đi cho nó đẹp, được chưa? Và phần dưới này tôi xóa nó luôn, tôi không cần. Tôi tải cái phần này lên, hình ảnh của cuốn e-book lên cho thật đẹp, rồi lấy hình ảnh này đẹp rồi, ok, đúng không ạ? Và tôi cần có một cái dòng ở phía dưới này, thì các bạn thấy ở đây logo cả cái phần này là nó giống nhau, cơ bản giống nhau, đúng không ạ? Thì giống như tôi vừa nói các bạn ấy, thì tôi xóa nó luôn đi vì trang cảm ơn tôi không cần thiết, nếu các bạn muốn thì điền nó vào nhé. Và bây giờ khi cảm ơn rồi thì chúng ta cần hướng dẫn họ nhận tài liệu của chúng ta, được chưa? Bạn vui lòng check email để tải tài liệu, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cần thu lít email của họ và chúng ta có kịch bản email, thì chúng ta là vui lòng check cả email của bạn đó màu sắc như thế này. Và tôi cần một chiếc cần nữa là này vào đây, một văn bản nữa đây tôi nhắc, được chưa? Rồi tôi cái này tôi cho xuống dưới, tôi đã gửi qua email cho bạn vào tải ngay nhé, ok. Rồi ok, vậy là tôi thì cần nó bé hơn một chút cái chữ này đi, ok chưa? Và màu này tôi cần màu đỏ, ở văn bản này tôi cần màu đỏ thì tôi sẽ chọn màu đỏ cho đây, ok, được chưa? Và tôi chỉ cần từng này thôi, thời gian này là bốc lịch hẹn, nếu các bạn có thì có luôn để người ta đặt lịch hẹn. Còn bản thân tôi thì tôi đưa họ vào nhóm Zalo bằng email chuỗi chăm sóc, được chưa? Thì bây giờ tôi đã xong rồi và tôi save nó lại đi, ok. Tôi save nó lại và bây giờ tôi cũng save như vậy. Cảm ơn nhận e-box email, ví dụ vậy đi. Tôi chỉ cần đơn giản vậy thôi, và tôi cũng save từ này,
tôi bỏ vào đây. Rồi, làm lại tôi bỏ vào đây. Anh em nhớ là cái này là khi chúng ta khai báo thì mới được lên Google cùng với nó mới loạt cho chúng ta nhé anh em nhé. Hình ảnh thì chúng ta cần thì tải lên, không cần thì thôi, đúng không ạ? Tôi có rồi thì tôi tải lên, nếu các bạn chưa có thì các bạn tải và tạp thì chưa cần. Chút nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn tạp hay còn gọi là đánh dấu khách hàng của các bạn. Và đây là tôi bắt đầu đến đây, tôi up sale. Như vậy là xong một cái trang, đầu tiên là landing page tặng quà sell page cũng như vậy, và một trang cảm ơn và một cái pop up form để khách hàng chúng ta là điền vào form. Rồi bây giờ tôi sẽ test nó xem nó đã chạy chưa, được chưa? Bây giờ tôi test xem nó đã chạy chưa, các bạn nhớ cho tôi là vào đây để chúng ta test, được chưa nào? Ok, và đây là đường link của một cái website rồi, được chưa? Tôi test rồi, ok rồi, đúng không ạ? Cảm ơn Airbox rồi, rất là ok, đúng không ạ? Và tôi muốn test nó từ đầu thì làm như thế nào? Cảm ơn bạn đã dùng Airbox, tôi quay trở lại. Rồi, sau khi quay trở lại thì tôi cần sửa nó chứ ạ. Sau này chúng ta sẽ có cao thống kê ở đây bao nhiêu người click chuột vào đây. Và việc bán hàng của chúng ta, nếu chúng ta up sale sản phẩm thì có ở đây. Và bảo vệ như thế nào? Rồi chúng ta có thể thêm sự kiện vào. Tuy nhiên những cái phần này thì chưa cần thiết, đúng không ạ? Và chúng ta cần một bước nữa là cài đặt ở đây. Thì chúng ta cần đặt tên cho nó. Ở đây ví dụ là tên này là tôi tặng Airbox. Tặng Airbox Getting, ví dụ vậy. Thì tôi copy nó lại và tôi sửa cái đường URL này. Ok chưa? Tôi dán vào đây. Sau này nếu chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ dán mà pixel hoặc analytics vào đây anh em nhé. Và ở đây tôi chọn đường link là gì? Tên nó, một cái landing page này thì nó nằm trong chỗ là trang web lữ đình luôn.vn của tôi, được chưa? Và tất cả những thứ này xong, sau này nếu các bạn chạy quảng cáo muốn gắn analytics hoặc cả cái mã mà chúng ta theo dõi khách hàng thì chúng ta dán vào đây. Tuy nhiên phần mềm này nó cần rất là hiện đại, chúng ta không cần, đúng không ạ? Nếu các bạn muốn thì tôi có video hướng dẫn các bạn và chúng ta lưu nó lại. Ok, như vậy là chúng ta đã xong hẳn một cái landing page. Bây giờ chúng ta cần thử nó, được chưa? Thì tôi bắt đầu share cái này này để xem đường link nó tôi đã ứng ý chưa. URL đấy, được chưa các bạn? Ví dụ là các bạn muốn thay thế thì các bạn vào trang cảm ơn và đường link này nhá, nó sẽ có cái đường link là cảm ơn nhận ebook và chúng ta cập nhật, được chưa? Và kể cả đường link đầu này thì tôi cũng cần nó sửa nó đi nếu các bạn muốn. Còn không thì bản chất là trong này nó đã tạo sẵn rồi và tôi bắt đầu đến trang này cũng vậy, tôi sẽ sửa nó. Các bạn thấy đường link này ở đấy chưa? Lữ Đình Luân gạch chéo tặng ebook, được chưa? Thì các bạn thấy chưa? Tôi đã đầy thay đổi nó. Rồi xem nó có lưu lại thay đổi đường link chưa? Và đường link thật đẹp thì lúc đó chúng ta mới là dễ SEO, đúng không ạ? Và nó dễ nhớ. Sau này chúng ta tạo mã QR code nữa nó ok, đúng không ạ? Anh chị em thấy đây, được chưa? Là vẫn nó có cái số này. Ok, tôi sẽ là test thử nó, được chưa? Xem đường link của nó như thế nào. Ok, như vậy là đường link của chúng ta đấy rồi, được chưa? Đường link thì chúng ta bây giờ copy cái đường lưu đinh luôn tặng gạch chéo Airbox. Các bạn thấy rất là đẹp rồi, được ạ? Và đường này tôi đã thích rồi. Thì bây giờ tôi cần test nó chạy. Thì bây giờ tôi đóng vai là một khán giả, một khách hàng của tôi thì vào đâu? Thì các bạn thấy chưa? Tôi đánh vào tên của tôi ở đây, luôn test, ví dụ vậy, test. Và email của tôi để tôi gửi nó về. Tôi muốn gửi email về email này, tôi đánh vào đây và tôi dán số điện thoại của tôi vào. Ok, như vậy là xong. Và bây giờ tôi đăng ký. Ok, như vậy thì nó vẫn lên cái form này và nó cảm ơn lên next step. Thì như vậy nó vẫn chưa chạy qua form của tôi, được chưa? Cảm ơn form này. Thì qua form này tôi cần chuyển đến một cái next step, có nghĩa là đến một cái trang khác, được chưa? Thì bây giờ tôi cần vào chỉnh sửa nó. Ok, vì vậy tôi cần qua lại tôi sửa bước này. Sau khi vào đây thì nó đến một cái trang order pop, đúng không ạ? Order pop up ở đây rồi. Pop up thì nó thực hiện và tôi cần qua nó là next step đi, để nó qua một cái trang khác, được chưa? Và tôi chuyển đến next step. Thì đến next step là gì? Đến cái trang mới là trang cảm ơn nha các bạn. Tôi lưu nó lại và tôi save nó lại đi. Rồi ok, sau đó tôi trở lại tôi upload sale. Và bây giờ tôi cần test nó. Ok, như vậy là đến đây rồi. Và tôi nhận vào đăng ký tiếp tục. Thì nó đến cái trang cảm ơn, các bạn thấy không ạ? Như vậy thì chúng ta vẫn chưa lấy được cái form, đúng không ạ? Đến trang cảm ơn ngay next step thì chưa đến trang này. Vì vậy tại sao tôi làm như vậy? Để các bạn hiểu là chúng ta chuyển link đến đâu, đúng không ạ? Vừa rồi thì tôi trước đây thì tôi chuyển qua
form được chưa, và tôi chuyển qua thank you thì nó đến trạng cảm ơn. Vì vậy chúng ta cần phải sửa. Để tại sao tôi phải làm đi làm lại như thế này, để anh em biết được rằng là khi chúng ta chỉnh sửa thì nó chạy đi đâu, được chưa? Giờ sau khi vào form đăng ký ở đây thì chúng ta cần đến là gì, cần đến pop up, được chưa? Thì đấy mới là được gọi là pop up, được chưa? Và sau dưới này tôi cũng vào chỉnh pop up ở đây. Ok, tôi cần chuyển đến pop up để nó hiện cái form này lên, được chưa? Và sau đó tôi lưu nó lại. Ok, và tôi public ngay. Sau đó tôi còn một bước nữa là sau khi điền vào form thì chuyển đến cái trang cảm ơn ngay, được chưa? Thì bây giờ tôi cần vào đây và tôi vào cái trang pop up, được chưa nào? Và bước này là bước gì? Thì anh chị em biết là sau khi nó điền vào form thì edit form đây thì chúng ta chuyển về đâu, được chưa? Thì chúng ta cần phải chuyển cái trang này sẽ đến đâu? Thì go to step, được chưa? Thì nó mới chạy qua cái trang là trang cảm ơn, được chưa nào? Nhớ cho tôi là nếu các bạn muốn link đến website thì nhấn vào đây và tôi cần qua đây go next step để nó chuyển đến cái trang cảm ơn ngay, và tôi save nó lại, được chưa? Ok, các bạn hiểu chỗ này chưa? Và sau đó tôi cần thử nó thì tôi test ở đây, tôi test lại để cho các bạn thấy nó ngon chưa, được chưa nào? Ok, bây giờ là tôi sẽ đăng tải và nó sẽ hiện ngay đến là tải ngay khi nó đến vào form, đúng không ạ? Luôn hoặc là luôn test đi. Ok, sau đó tôi đến email tôi vào. Rồi sau đó tôi đến đăng ký hoàn tất, được chưa nào? Thì chắc chắn nó sẽ cảm ơn ngay đến cái trang anh dạy em thấy chưa? Thì đấy chính là đến cái trang cảm ơn của tôi, được chưa? Và bây giờ là kịch bản mà chúng ta sau khi điền form thì chúng ta cho họ tải danh sách này xuống, được chưa? Đến trang cảm ơn rồi. Chúng ta hoàn thiện một cái trang landing page và trang cảm ơn rồi. Bây giờ tôi cần có một cái chuỗi để chăm sóc tự động. Thì anh em bắt đầu quay trở lại funnel của chúng ta. Sau khi chúng ta thiết kế landing page rồi, form rồi, đúng không ạ? Quà tặng rồi. Thì bây giờ chúng ta cần đánh dấu khách hàng giống như tôi ở đây, được ạ? Sau khi ai đó vào nhận quà thì chúng ta cần phải gắn một cái tab để theo dõi họ. Thì chúng ta vào đây cài đặt nhé. Anh em nhớ cho tôi là vào cài đặt, sau đó chọn đến cái tab và tôi tạo ra một cái tab mới ở đây và tôi đặt tên cho nó. Tab này là nhận inbox marketing đi. Tôi copy ngay và tôi lưu nó lại. Ok chưa? Và đây là cái tên gọi để tôi đánh dấu tất cả những người đã nhận inbox email marketing này của tôi. Ok rồi, và bây giờ chúng ta đã có một cái tab ở đây. Anh em nhớ cho tôi như vậy. Có một cái tab đấy đó là nhận inbox màu email marketing. Và bây giờ chúng ta cần tạo ra một cái chuỗi chăm sóc email marketing tự động. Thì chính là cái đoạn này các anh chị. Thì ở đây là tôi bắt đầu tạo đến thì chúng ta bắt đầu vào đăng nhập vào hệ thống và sau đó chúng ta vào automation, được chưa nào? Và đây là chính là kịch bản mà chúng ta chăm sóc. Và đây là tôi bắt đầu tạo ra một cái mẫu sẵn ở đây để chăm sóc. Thì tôi vào new và đây tôi chọn mẫu tạo trống ở đây để các bạn thấy tôi tạo như thế nào. Sau đó tôi chọn nhớ là tạo mẫu trống đấy nhá. Và bây giờ là tôi bắt đầu là tạo ra một cái chuỗi để chăm sóc tự động, để nuôi dưỡng và cho đến khi nuôi dưỡng lên. Thì tên của nó ở đây các bạn thấy nó đi, để dễ nhớ, được chưa? Tôi sẽ copy vào đây là nhận inbox màu email marketing. Ok chưa ạ? Đây là cái tên gọi của nó. Xong cái tên rồi thì việc đầu tiên là tôi cần là tạo thêm form, được chưa? Tôi chọn một cái form nào đó, là cái form mà chúng ta vừa tạo ra cả anh chị. Thì tôi vào đây chọn form submit, anh chị em nhớ cho tôi là form submit. Sau đó thì tôi tìm vào một cái form này ở đây và anh em nhớ cho tôi là form ES nha, tức là form có sẵn đấy. Và bây giờ là tôi chọn đến một cái tặng mẫu email marketing. Thì anh chị em có thấy cái form của tôi đấy không ạ? Để tôi là sau khi ai điền vào form này thì được tôi gắn tạp, được chưa? Ok, và như vậy xong rồi tôi gắn là cái form là tặng mẫu email marketing và tôi save nó lại. Ok chưa? Và việc tiếp theo là chúng ta cần gắn một cái tab mà chúng ta tạo là những ai đó để chúng ta sau này chúng ta chăm sóc còn phân biệt là ai đó đã nhận inbox, đúng không ạ? Thì tôi tiếp tục là tôi vào Tiger là gì? Tôi vặn vào contact, tiếp contact như thế nào? Và sau đó tôi chọn đến contact nào? Thì cũng như vậy, tôi chọn đến ET contact và tôi chọn đến cái contact là gì? Contact mà cái tab mà chúng ta tạo ra các anh chị nhận inbox email marketing, được chưa? Và tôi xếp nó lại, được chưa?
là chính cái bước này là gì? Đầu tiên khi khán giả chúng ta điền vào cái form nhận thì đầu tiên là chúng ta cho theo dõi bằng cái form submit là nhận inbox email marketing, và sau đó chúng ta gắn cái tag là cùng tôi tạo ra là cái tag đã nhận email marketing, được chưa? Và chúng ta tạo rồi, và bây giờ chúng ta cần tạo một email ngay sau khi ai đó điền vào form và gửi ngay cái tài liệu đến, đúng không ạ? Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bây giờ tôi tạo thêm một bước nữa là tôi gửi ngay tức thì tôi cần vào đấy tôi gửi là email để khán giả khách hàng chúng ta để nhận cái tài liệu của chúng ta. Thì email đây tôi để nguyên đây, và email này thì các bạn tùy thuộc nhá, tôi lấy tên tôi là Lữ Đình Luân tôi gọi. Và form email thì hôm trước tôi có hướng dẫn các bạn muốn gửi qua email nào, thì ở đây tôi muốn là gửi qua hỗ trợ La Qua đi. Nếu các bạn có email nào thì các bạn gửi qua email đấy, được chưa? Còn không thì các bạn chọn ở đây, nếu có cái tag email nào thì các bạn vào đây email, contact email hoặc là send email nào đó. Thông thường thì tôi sẽ gửi luôn cái mẫu này đi, hỗ trợ email đi, rồi hỗ trợ lahaka.com, và tên của nó là gì? Chào mừng đã đăng ký, được chưa? Thì tôi đặt nó đi, chào mừng bạn đã đăng ký nhận ebook. Đấy là cái tên của cái chuỗi email anh em nhé. Sau đó tôi chọn đến, các bạn có thể lấy cái mẫu nào đó mà chúng ta tạo sẵn, tuy nhiên thì tôi sẽ lấy mẫu tặng ở đây, chào, được chưa? Tôi sẽ chào. Sau đó tôi muốn cá nhân hóa được thế nào, thì tôi vào đây contact và tôi chọn đến full name, thì anh chị em thấy đây là chào và tên cá nhân hóa, được chưa? Và sau đó tôi bấm enter đây, thì chúc mừng bạn đã đăng ký nhận ebook. Rồi ok, một bộ tài liệu vô cùng quý giá tài và sử dụng ngay nhé. Sau đó tôi cần là link tải ví dụ vậy, sau đó tôi nhận hai chấm. Và bây giờ chúng ta cần để một cái chuỗi tài liệu ở đâu đó, được chưa? Thì tôi cần vào đây, tôi vào đây, và bây giờ tôi tìm đến cái mẫu ebook mà chúng ta có ở đây, được chưa? Thì đấy là cái đường mẫu ebook mà tôi mẫu tôi tặng, được chưa? Và chuỗi email này tôi để trên chỗ Google tài liệu, được chưa nào? Rồi ok, và bây giờ là cái mẫu cái tài liệu bạn ở đâu, có thể là video, có thể là tài liệu nào đó, thì bây giờ tôi sẽ là vào chia sẻ ở đây. Anh em nhớ cho tôi là nếu các bạn hạn chế là họ sẽ không không tải được nhá, và chúng ta phải cho bất kỳ ai nhận được, và tôi lại copy đường link này, sau đó tôi quay trở lại copy cái link này vào đây và tôi ghi là tải ở đây. Rồi sau đó các bạn muốn là hiện pop up lên và cố định thì các bạn chọn tôi hiện cố định và tôi save nó lại, ok. Và bây giờ tôi còn tạo một cái link nữa là link vào Facebook và Zalo để chúng ta chăm sóc, được chưa? Thì tôi vào, tôi nhấn enter và sau đó là bạn vào Facebook để chat ký câu hỏi nào cùng với tôi. Thì bây giờ tôi lại lấy một cái link Facebook của tôi, và bây giờ tôi đi tìm đến cái link Facebook của tôi, được chưa? Facebook nào thì các bạn vào Facebook đó, được chưa? Và tôi chọn đến page. Anh em nhớ là cho tôi là chúng ta sử dụng page chứ không dùng trang cá nhân nhé, bởi vì trang cá nhân là chúng ta không làm việc đổi nhóm được. Ok, và tôi lấy copy lấy đường link của Facebook này, sau đó tôi sao chép nó lại, sau đó tôi quay trở lại và tôi dán vào đây, dán vào, và đây tôi cần đánh cái chữ là Facebook, và cũng như vậy tôi để tương tự Facebook, lưu nó lại. Sau đó thì các bạn muốn chúng ta vào nhóm Zalo để được tư vấn hoặc là được hỏi đáp ví dụ vậy đi, tùy kịch bản của các bạn đáp, được chưa? Cùng chuyên gia ví dụ vậy. Và sau đó chúng ta cũng cần vào làm một cái link này và chúng ta tìm đến cái nhóm Zalo nào đó của chúng ta, được chưa? Sau đó chúng ta quay lại Zalo và chúng ta tạo một cái nhóm Zalo nào đó, nếu chúng ta chưa có thì chúng ta vào đâu, thì chúng tôi bắt đầu vào thêm đây chưa, là tạo nhóm chat, thì tôi bắt đầu thêm một ai đó là nhóm này là nhóm gì, máy lơ mà marketing ví dụ vậy. Sau đó chúng ta cần chọn một vài bạn, thì tôi chọn một cái số nữa của tôi, được chưa? Bạn cần có 3 bạn để tạo cái này, và tôi chọn thêm một số bạn nữa là bạn Đức này, và sau đó tôi cần tạo một cái nhóm. Ok, như vậy là chúng ta có một cái nhóm Zalo rồi. Bây giờ chúng ta cần, các bạn có thể tải hình ảnh lên, và chúng ta có một cái đường link này rồi, được chưa? Và tôi copy đường link này, sau đó tôi quay trở lại nhóm, được chưa? Và tôi dán nhóm Zalo ở đây, thì các bạn thấy đúng không ạ? Và tôi cũng để cố định như thế này, và sau đó tôi lưu trở lại.
Ok, như vậy là chúng ta đã có được vừa được gửi tài liệu cho khán giả chúng ta tải được, và chúng ta cũng bắt được người nhận vào Facebook cũng như Zalo, và sau đó chúng ta cần có một vài lời chào phải không ạ? Rồi, sau đó tôi chúc bạn áp dụng thành công và hẹn gặp lại bạn, và có cấu trúc nếu các bạn chưa có thì quay lại cái cấu trúc email của tôi được chưa ạ? Và chúng ta copy nó lại đã để kịch bản ở đấy cho các bạn ở đấy rồi đúng không ạ? Chúng ta nuôi dưỡng là gì, sau đó trang cảm ơn của chúng ta ở đây rồi được chưa ạ? Nhận qua và tài liệu ở đây rồi và đưa vào nhóm Zalo, và đấy chính là chuỗi email của chúng ta. Và chúng ta cần có một vài lời chào, và kịch bản số 2 là chúng ta bắt đầu có ở đây được chưa ạ? Và sau đó tôi link Zalo rồi và hẹn gặp lại bạn ở đó. Nhớ mở email và nhắn tin tương tác để nhận thêm ví dụ này thêm qua qua email nhé. Xong một kịch bản đầu tiên rồi, tôi sẽ lưu lại ok được chưa ạ? Và tiêu đề ở đó đây đang sai ở đâu đó, chưa có tiêu đề đúng không ạ? Thì tin nhắn chào mừng đăng ký gì đây, vào đăng ký tôi đánh dấu như vậy, và sau đó các bạn thấy rồi và tôi lưu nó lại. Ok, như vậy là chúng ta đã có được một cái email ngay tức thì khảo sĩ khán giả chúng ta nhận email được chưa, và sau đó chúng ta cần có một cái chuỗi email chăm sóc ngày 2, ngày 3 mà tôi đưa cho các bạn theo hướng dẫn ở đấy chứ ạ. Email ngày 1 thì bây giờ sau một ngày thì chúng ta sẽ phải gửi một email tiếp theo để chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng phải không ạ? Thì bây giờ chúng ta quay lại ở đây, và việc tiếp theo là chúng ta cộng thêm vào ở đây, sau đó chúng ta chọn đến, các bạn nhớ đến là with ở đây với tôi, with có nghĩa là thời gian được chưa ạ? Và sau đó tôi cần đến một email một ngày, và tôi cần đến một ngày sau sau khi nhận cái email đã một ngày thì khách hàng chúng ta sẽ nhận ngay một email tiếp theo được chưa ạ? Và sau đó tôi lưu nó lại ok được chưa ạ? Và sau một ngày từ khi lúc khán giả thì một ngày sau thì chúng ta nhận lại, hoặc có thể các bạn tùy thuộc bao nhiêu phút đấy, và sau đó chúng ta gửi thêm một cái email nuôi dưỡng tiếp theo, chúng ta lại vào đây send email được chưa ạ? Và cũng tiếp tục như vậy, chúng ta lại tiếp tục gửi qua thư email và form email thì hỗ trợ này, và sau đó thì thêm vào leo là ngày 2, ví dụ là ngày 1 ví dụ vậy đi, thì các bạn ngày ngày 1 và thêm template thì chúng ta cũng tạo sẵn được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta cũng như vậy thôi. Sau đó thì ngày 2 chúng ta đã có kịch bản đó, chúng ta chào được chưa ạ? Sóng cá nhân hóa được chưa? Thì chúng ta lại bắt đầu là chào này, vào gender full name được chưa? Vào contact, sau đó vào full name thì chúng ta lại chào cá nhân hóa. Và bây giờ các bạn quay lại mẫu của tôi đã có sẵn được chưa? Ngày 1 là what, thì các bạn copy toàn bộ những cái nội dung này và thay bằng nội dung của các bạn, sau đó các bạn cứ gửi, và tiếp tục ngày thứ hai thứ ba cũng như vậy, các bạn lại thêm cho tôi một cái giờ nữa và thêm một email nữa, và thành một cái chuỗi email marketing tự động như vậy. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn những video có giá trị tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh cũng như nhắn tin cho tôi bất kỳ có câu hỏi nào. Và nếu bạn muốn sở hữu tất cả cái hệ thống, xây dựng một hệ thống chăm sóc và bán hàng tự động trên Internet, thì hãy nhắn tin để đăng ký cùng với tôi để được tôi tư vấn cụ thể. Ok chưa? Và sau đó tôi bấm xếp nó lại. Và các bạn nhớ là sau khi xong thì các bạn nhấn public nó lên và bấm xếp nó lại. Được chưa? Và như vậy nó đã là xong cái hệ thống này. Bây giờ chúng ta cần test thì chúng ta quay trở lại là phần mềm này, chúng ta test văn như vậy nó đã chạy rồi, và từ đầu cho anh chị em thấy là nó chạy như thế nào nhá. Nó trơn tru ra vào đây và tôi điền vào tên, test một lần nữa tôi đăng ký được chưa, và sau đó là gì, nó sẽ lập tức phản hồi ngay và chắc chắn là nó đến trang cảm ơn vắng là. Và như vậy check email thì bây giờ chúng ta cảm ơn rồi, bây giờ tôi quay lại email của tôi và tôi xem thử đã gửi về email chưa. Ok, như vậy là anh chị em thấy đúng không ạ? Là tin nhắn đã trở về đây và chúng ta tải tài liệu ở đây, và chúc bạn giống như kịch bản email mà chúng ta đã có ở đây rồi phải không ạ? Thì nếu các bạn có trục trặc đó thì lập tức nhắn tin vào Zalo hoặc chat cùng với tôi để tôi còn hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công và hãy làm ngay, để bằng phương pháp này chúng ta có hàng rất nhiều khách hàng free traffic bằng chiến lược chúng ta tặng quà, hay còn gọi là tạo sản phẩm mỗi câu. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.